Một đứa thôi là quá đủ. Rồi mọi người hay bảo của mình là để thêm 3 đứa nữa cho đủ bộ Blackpink ấy. 3 Nhớ tao đáng yêu, bố mẹ mới sản xuất tiếp chúng mày thôi. Sinh sau đẻ muộn thì biết điều tí đê. Các chị ơi, bố mẹ mua đồ Hello Kitty ho. Bố mẹ mua muội em ơi. Trẻ con mà chơi đồng hồ, bố mẹ mua cho Jenny váy công chúa đây này. Thế chúng mày có biết cái này là cái gì không? Bố mẹ mua bình nước cho tao mang đi học đấy. Đồng hồ, bình nước, áo mới. Ông bà già tao lo hết. Bố mẹ mua sữa cung cho tao uống hàng ngày, hàng tuần. Tao không chỉ cao lớn nhất trong bố chị em mà còn săn được thẻ quà để siêu tân bảo bối. 24 thẻ quà là có bảo bình cung vô cực, chứa vô tận và lọc nước sạch. May mắn hơn nếu có thẻ quà đặc biệt sẽ có ngay đồng hồ cung vạn năng, đóng băng ô nhiễm bị tràn lan. Áo giáp cung siêu phàm bảo vệ người mặc khỏi ô nhiễm thì chỉ cần 36 thẻ. Mày có thể xé vở chị, nhưng mày có thể siêu tân được giấy xếp cung thiết biến văn hóa giống chị không? Cái này dành cho mẹ áo khoác cung siêu phàm đây. Nhiều cái tao hỏng muốn lói đâu. Em nhớ ra cái này thì mọi người cứ để cái kẹt cho mà nghe. Tóm lại nó cười gì? Vợ em nó chính là một câu chuyện cười đấy ạ. Không phải em vui vì Donna kìa giảm 4 củ, còn 4 lít đó. Ôn nào vi 99k. Không phải 39k. Không phải à, biết rồi, tại vì gáp sale rẻ quá đúng không? Không phải. Mọi người xin sự kiện ACFC Xúc Dân Hà Nội 2023 của người ta đấy hả? Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 vẫn chưa hiểu cười cái gì luôn. Hay là lúc tới địa chỉ nhà A3, trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 02 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thì có gì buồn cười đâu nhỉ? Tặng nghỉ một giây đi em. Chả mấy khi có 16 brand thời trang nổi tiếng hội tụ tại đây. Lại còn giảm giá đến 50%. Go. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Nữ kỷ mão hôm nay đặt hạt ập vào đầu đây này. Ôi giời, mấy cái này mê tín, đọc như nước đổ đầu vịt ấy. À, ui em xin lỗi, em không cố ý đâu, em xin lỗi chị. Mày vừa ăn mắm tôm đấy à? Nữ kỷ mão hôm nay đặt hạt ập vào đầu đây này. Thôi, chị đi thay quần áo nhá. Vợ ơi, vợ có thời cái. Làm sao mà mặt ướt đi chuột lột thế? Cái gì vừa rồi xuống đầu em đây? Sokinovo giảm chứng bụng, đầy hơi, nôn chớ, thành phần thân thiện, chất xuất từ sữa, lại còn sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP. Ôi, đúng là trong cái rủi có cái may. Cảm ơn ông trời đã thấu hiểu nỗi niềm của người làm mẹ. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Hồi trẻ ai cũng nghĩ vậy ó. Lại mua sắm. May mà nhà này còn có chọc nó biết tiết kiệm. Công nhận. Sau này có con còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Vợ ơi,
cho anh Tiến một bàn phím mới đi. Ok. Con ở con, nó không hiểu được. Nuôi một đứa trẻ con thì có gì là tốn kém đâu nhở? Chắc chưa? Chắc. Em và chó tuy chưa có con, nhưng mà bọn em nuôi 5 con mèo và 1 con chó. Chó nhà em thì cũng phải tốn tiền mua bỉm. Bọn mèo thì cũng tiêm phòng tẩy giun mà. Tốn kém hơn 10 đứa con của chị. Cứ nuôi được một đứa đi rồi hạ gáy em ạ. Em mà không nuôi được á, em làm con chị. Cũng chỉ bằng một lần mua đồ cho 5 con mèo thôi mà. Đúng rồi, chỉ khác là thêm một số không. Đấy mới là đồ cơ bản thôi. Đã mua quà trung thu biếu cô giáo ở trên trường chưa? Các cô. Mua đi mua. Bánh trung thu ở siêu thị Go đang được giảm 15% cho hóa đơn từ 1 triệu mà. Nhưng mà nhiều bánh. Không sao, em vẫn cân được. Thế có cần được mỗi ngày một thực đơn cho Lisa không? Phải mua gạo, thực phẩm tươi sống, giấy ướt nữa. Trung bình ngày 2 gói. Toàn của Gâu tự sản xuất đấy. Lấy nhiều vào, không đắt đâu. Đắt sao bằng nuôi 5 con mèo với 1 con chúa. Mê cái cách mẹ bỉm flex. Này, em thắc mắc ấy, mấy bà vợ hay ở nhà chăm con một mình giống như vợ anh ấy, có bị khó tính đi không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà anh có bí kíp. Chồng về rồi đấy à? Hôm nay con ở nhà một mình với mẹ, hơi bị ngoan luôn. Ngoan lắm á? Ừ, hôm nay vợ rèn trong học nề nếp kỷ luật. Tự ngủ, không cần phải bế. Ông thằng này, đứng tôi luôn đấy. Ngủ ngoan đi. Bị riêng quá đấy. Còn nữa, hôm nay vợ làm mỗi chút sữa 200ml. Ăn hết sạch. Bố mẹ ơi, con lấy đúng vợ rồi. Đúng là con cơ phúc vân. Mà chồng có biết tại sao trước nó cứ nhè cái núm ti ra không? Chất liệu, cách đục lỗ, kiểu dáng của núm ti không phù hợp chứ làm sao nữa. Quá đỉnh. Nên là vợ mới đổi cho con sang bình Fusion phiên bản thế hệ 3 đây này. Được cải tiến với đường khớp ngậm hình cánh hoa. Con vừa hợp tác, ti đúng vị trí, vừa phát triển cơ hàm. Mà lại còn hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn bình cũ. Oh my god. Tất tần tật kiến thức bổ ích này có trong góc cho dân chơi sữa của Web Up. Bí kíp hết bình vừa áp dụng thành công rồi đấy. Em xứng đáng vươn tầm thế giới. Tuổi thơ của con chỉ có một. Mặc dù ở nhà chăm con một mình, nhưng mẹ bỉm Gen Z như tôi không hề cô đơn. Vì đã có sự đồng hành của thạc sĩ, bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương. Bác đã tư vấn rất nhiều kiến thức hữu ích ở trên web app Bí kíp hết bình của Hitler. Chuyện Itachi ra đây với cô chú. Cha chồng đi mua đồ bỉm sữa. Nhọn là con gái, bụng tròn là con trai, cáo. Con này dính trưởng mà lại không nói vợ à? Chị em kiểu thế đấy. Con không hiểu đấy. Đi. Đi. Con cưng xin chào ạ. Lúc phát mua nhiều đồ như này chỉ có thể là sắp cào cổ thôi. Dầu gội, sữa cho ông bà. Con cưng bán cả đồ home care với cả đồ bếp á. Đi để mua khay đá làm gì nhỉ? Vitamin với tã bỉm thì nó lại không mua. Nắm lít. Vợ cá là bụng tròn hay bụng nhọn bằng gì nữa? Thì ai mà biết được là con cưng không chỉ bán đồ em bé mà còn bán cho hai em lớn đấy. Phụ nữ có vẻ thích thử thách. Này, làm nào mà chọc nó hiểu em đấy. Không có cái gì tự nhiên mà có đâu. Tất cả đều phải luyện tập hết đấy. Uốn cây từ thuở còn non. Hiểu vợ là phải hiểu từ chân tơ mái đầu. Chị thử đi, giúp chồng chị đến đâu. Dày ải, dày ai? Nếu là vợ anh, đúng nhất, sai cái. Từ từ, đã đến bài nâng cao đâu. Tay ải, tay ai? Nếu là vợ anh, đúng nhất, sai cái. Cách nhận biết gái đẻ.
chính là mùi sữa. Đây rồi. Ăn đồ khó. Thoa cái này vào, chiết xuất lành tính từ sữa đấy. Xem có phân biệt được không? Thật là mềm mịn. Tưởng như nào? Khoan. Để ông check xem lưng bà nào có mụn, vì chắc chắn lưng vợ ông không có mụn thâm. Ngoài Bimimiu, cô ấy còn dùng AA Amutin, cả hai đều giữ ẩm làm trắng để thành phần chống nắng, đặc biệt là giảm mụn lưng, cộng với hương nước hoa đặc trưng dễ chịu, không thể nhầm lẫn đi đâu được. I love Abonde. Lưng em có mụn à? Ai chẳng muốn mình xinh. Kém miếng khó chịu. Tên của em đấy.